chào các bạn. Ở đây là cái góc quay, mình quay từ dưới quay lên. Còn biết đây là cái gì không? Đây là một trái khóm non. Còn thấy không? Khóm non. Hôm giờ mình có cái chương trình của khoai lang thang các bạn. Anh khoai già ta, anh khoai đẹp trai, hiền lành dễ thương. Mình rất thích xem anh khoai, tập nào cũng xem hết. Anh ta đang cái tập mà 800 ngày làm YouTuber. Của anh ta từ một kỹ sư xây dựng mà anh ta chuyển thành YouTuber. Anh ta ăn về cái tỉnh ở miền Tây, anh ta ăn trái khóm non, anh ta khen ngon các bạn. Thì hôm nay mình về vườn nhà mình, mình thử xử một cái trái khóm, nha các bạn, xử nó luôn, tới luôn. Còn trái khóm non, mình rất thích xử những cái non như thế này, trái khóm non đây, coi mùi vị nó như thế nào. Bắt đầu 1, 2, 3, anh khoai có dụ mình không? Nếu dụ mình lên comment mình chửi anh liền nha các bạn. Mình hy sinh trái khóm của mình để mình ăn luôn. Mình nghe lời anh đó các bạn, vì anh đó nha. Mình học theo cái anh dân trồng khóm này, gọt sâu vô. Mình tiết kiệm, mình mua thì mình tiết kiệm, cái mình trồng mình ăn. Gọt sâu vô, cái ăn không gác lợi. Do Long An mình ta trồng khóm nhiều lắm các bạn, ở cần ở Lương Hòa, Lương Bình đó các bạn. Đây, mình nghe lời anh khoai mình gọt các bạn thấy không? Đó. Đây là trái khóm non mình đã gọt. Đây là kỹ đây đi, ăn để rát lưỡi lắm. Mình sợ rát lưỡi lắm, mà sáng mình ăn trái thơm. Trái thơm các bạn, mình có làm video trước thì mình giới thiệu trái thơm các bạn. Ngon lắm. Nếu bạn nào chưa biết trái thơm thì các bạn sẽ liên hệ mình để comment ở đâu hôm nào mình dẫn về nhà mình cho bạn biết. Chứ bạn ra chợ cũng nói bán cái thơm ta bán khóm. Cái khóm ăn gắt lưỡi với thơm cũng gắt lưỡi nha các bạn. Đây, mình đã gọt được như đây, giờ cầm thì cho nó dễ cầm nữa các bạn. Ăn thử. Chà, nông dân thì cứ ăn thoải mái thôi, dao mình gọt mình ăn thôi, không có sợ dơ giấy hay đâu. Nó lạ lắm các bạn, mùi vị rất là đặc trưng. Mình cảm thấy nó không có rác tưa lưỡi, không có đầy lưỡi. Mình ăn mà ăn khóm là nó tưa lưỡi liền, đây không bị tưa nha các bạn. Mình thấy góc quay đẹp không, quay trời xanh ăn khóm. Quay lên mình thấy cái lá cây, quay từ dưới quay lên. Đây là lá nghệ, hôm mình trồng nghệ, bữa nào mình lấy nghệ mình lấy kìa. Nghệ này ngon quá, nghệ nhà trồng. Các bạn nói lại nó nè, nó mềm lắm các bạn, nó không có cứng mà nó không có nước chảy nhiễu nhão như trái khóm chín nha các bạn. Mà mình nghĩ là nó đắng nhẫn gì nhưng mà nó không nhẫn các bạn, rất là ngọt. Cái vị nhai vô nó rất là như quảng cáo Sprite các bạn, đã. Còn cái hiện tại là chương trình Pháp TV, còn mấy bạn Pháp TV hay nói về cái gì soda cam uống vô cái và cái Mirinda soda ken trái soda ken gì đó là uống được. À này cũng giống vậy các bạn, ăn vô cái nó cảm giác cái miệng mà nó tràn nước miếng, nó chảy ra, nó thấm mà nó ngọt rất ngon các bạn. Thử miếng nữa. Các bạn hy sinh một trái khóm nếu ăn như thế này là không qua ngủ đâu các bạn. Mà sẽ không tiếc đâu, một bờ khóm mà hái trái bạn như thế này không bao giờ tiếc được các bạn. Nếu các bạn mà đi ra vườn ta bằng lửa trái khóm chín các bạn mua bằng ăn dòng cái khóm này. Nếu là mình sẽ lựa trái khóm nhỏ thôi các bạn. Quá ngon. Cảm ơn anh Phai. Mình sẽ comment, mình sẽ cho anh Khai biết là mình ăn cái khóm non nè, cực kỳ ngon.
những người nông dân nó không có dụ mình, người bác trồng khóm nó không có dụ mình, ăn cho hết mà ngon lắm. Bạn nào mà đi về vườn khóm đã, bạn mua khóm ăn, bạn đừng bao giờ mua trái khóm chín nữa. Để ăn mà giải khát ăn cho đã miệng, đừng mua khóm chín, mua trái khóm non. Mình thành người vô duyên luôn rồi, vừa ăn vừa nói. Mà thấy chiến trường của mình hả? Đó. Đây là những củ nghệ của mình. Đây là những củ nghệ, đây là miếng khóm. Cực kỳ ngon. Đây là con dao của mình. Lẽ bẻ trái ăn thôi cha. Bẻ trái này dám bị la lắm. Thôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại video sau nha. Giờ sao mình thử mình lấy củ hủ khóm mình ăn đi. Bây giờ này mình ăn khóm, khóm non cực kỳ ngon. Khóm non cực kỳ ngon. Cảm ơn anh Khoai đã chia sẻ món ăn này. Cảm ơn bác nông dân đã chia sẻ anh Khoai món ăn này. Chào các bạn và hẹn gặp lại.